Hey, Lê Tuyền xin kính chào quý ông bà, cô chú bác, các anh chị, các bạn và các em đang xem video của Lê Tuyền. Hôm nay Lê Tuyền xin chia sẻ cùng cả nhà cách làm món cà na ngâm chua ngọt nha cả nhà. Cách làm cà na ngâm chua ngọt như thế nào để cho mình có những trái cà na thật là ngon, không còn chua và cũng hoàn toàn mất đi cái vị chát của trái cà na. Mời cả nhà hãy cùng vào bếp với mình. Ở đây mình có 3 kg cà na Thái. Cà na Thái thì trái nó nhỏ hơn cà na của mình nha. 3 kg cà na này là của một người dì á, mới vừa hái xuống và cho mình nên rất là tươi luôn đó. Cà na này mình đã đem rửa thật sạch rồi nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ dùng một con dao thái nhỏ nè. Mình sẽ cắt trên những quả cà na của mình 4 đường nha. Cà na này trái nhỏ nên mình chỉ cắt 4 đường thôi. Nếu mà cà na của mình á trái to hơn thì mình cắt từ 5 đến 6 đường. Ở đây mình có chuẩn bị 2 cái bọc ni lông khá là to. Bây giờ mình sẽ cho hết 3 kg cà na này vào trong 2 cái bọc này của mình nha. Sau khi cho cà na hết vào trong 2 cái bọc, bây giờ mình sẽ cho vào trong ngăn đá tủ lạnh và mình sẽ đông đá trong 2 đêm. Sau 2 đêm thì mình đổ cà na ra một cái thau và mình sẽ chờ cho cà na của mình nó rã đông ra nha cả nhà. Cà na sau khi rã đông ra rồi á thì mình bóp trái cà na nó rất là mềm và nó ra rất là nhiều nước luôn đó cả nhà. Mình mang bao tay vào và mình sẽ lấy một lần khoảng 4 hoặc 5 trái cà na, mình cho vào lòng bàn tay và mình vắt thật là mạnh nha. Mình vắt cho đến khi nào hết nước á thì thôi. Và mình sẽ cho cà na ra một cái thau nước. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ vắt cà na thêm một lần nữa nha cả nhà. Và lần này á thì mình phải vắt cho thật là ráo nước luôn nha. Như vậy thì trái cà na của mình á nó mới không còn chua và đặc biệt là cà na sẽ không còn cái vị chát nữa nha cả nhà. Mình cho cà na ra một cái rổ. Tiếp theo mình sẽ cho vào nồi 4 lít nước, mình bắt lên bếp nấu cho nước nó sôi lên. Sau đó mình cho vào 2 muỗng canh muối bọt và mình sẽ cho hết cái rổ cà na của mình vào. Mình sẽ nấu cho cái nồi cà na của mình sôi bừng lên trở lại. Khi nồi cà na đã sôi bừng lên như vậy rồi thì mình sẽ vớt ra liền nha, mình đừng để cho sôi lâu quá. Mình vớt ra một cái rổ để cho cà na của mình thật ráo nước. Bây giờ thì mình sẽ đi nấu nước đường. Đầu tiên mình cho vào nồi 2 lít nước và 1 muỗng canh muối bọt. Tiếp theo mình sẽ cho vào 2 kg đường cát. Mình dùng giá quậy đều cho phần đường này đừng có dính dưới đáy nồi. Mình nấu cho đến khi nào cái nồi nước đường của mình sôi lên thì mình thấy có một ít bọt như vậy nè. Mình sẽ vớt cho thật là sạch bọt luôn nha. Và mình sẽ tiếp tục mình nấu cái phần đường này trong vòng 20 phút nữa nha cả nhà. Sau 20 phút thì mình nhắc nồi đường xuống và mình sẽ đợi cho cái nồi nước đường của mình nguội nha. Khi nồi đường đã nguội và cà na của mình cũng đã ráo nước, bây giờ mình sẽ cho hết vào trong cái hộp. Cả nhà lưu ý giùm mình, hộp thì phải là hộp khô và sạch nha cả nhà. Mình cho nước đường vào. Nước đường mình nấu lâu và kỹ như vậy thì khi mình ngâm cà na của mình sẽ không có bị nổi bọt lên nha. Còn nếu cả nhà nấu nhanh quá thì khi ngâm 2-3 ngày thì cà na mình sẽ bị lên bọt đó. Mình đậy nắp lại và mình sẽ để cái hộp cà na của mình vào ngăn mát tủ lạnh. Sau 2 hoặc 3 đêm thì mình ăn cà na mới ngon nha cả nhà. Với 3 kg cà na thì mình được một hộp to và nửa cái keo như vậy. Cả nhà ơi, đây là hộp cà na của mình ngâm được 3 đêm luôn rồi cả nhà. Do mình bận công việc cho nên sau 3 đêm thì mình mới đem cái hộp cà na của mình ra. Cà na lúc này có cái màu thật là đẹp luôn cả nhà ha. Bây giờ thì mình sẽ múc cà na của mình ra dĩa nha. Hai, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, mình mời cả nhà cùng ăn cà na với mình nha. Hôm nay mình sẽ ăn cà na chấm với muối ớt nè cả nhà.
Đây là chén muối ớt Tây Ninh nha. Mình có chén muối ớt Tây Ninh nè. Mời cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn một trái với mình nha. Cà na ngon lắm luôn. Theo mình á, thì cà na này á, mình không cần chấm muối ớt cũng được nữa đó cả nhà. Bởi vì á, cà na ngọt và đặc biệt nè, không còn chua và không còn chát nữa nha cả nhà. Ngon lắm luôn á. Mình ăn không vậy thôi, mình không có cần phải chấm nha, cũng được nữa. Ngon quá. Buổi trưa á, mà mình có một dĩa cà na như vậy để ăn á, thì quá là tuyệt vời rồi đúng không cả nhà? Cà na quá là ngon luôn, ngọt, không chua, không chát, chỉ còn chua nhẹ, chua rất nhẹ thôi, chua nhẹ 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 một chút xíu thôi. Vẫn thích chấm một chút xíu muối ớt cho nó có cái vị hơi mặn mặn một chút xíu ở cả nhà, cay cay nữa. Ăn thêm một trái nữa nha, ngon quá chừng luôn à. Mình quay ngoài sân sau ở nhà mình đó cả nhà. À, lúc này á là cũng khá trưa rồi, cho nên là trời á nắng nó chói hai con mắt. Đến đây mình xin kết thúc video mình tại đây nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye.